Cho dù thành vững hào sâu, muôn dân chưa thuận thì đâu vững vàng. Thế ra mới biết tỏ tường nỗi chìm gió bởi dân thường làm nên. Nào buổi cuối thời nhớ năm, nào buổi cuối thời nhà chân vẫn mát, đất ní trời ngả nghiêng, vua hèn uy thế mất thiêng. Uy thế mất thiêng, vua hèn uy thế mất thiêng, quần thần mà yếm thế, lo riêng giữ phần thế thời, hợp cũng phải tan hồ. Kính thưa cô chú, thì có thể nói thành nhà Hồ đã khẳng định thiên tài sáng tạo công nghiệp Việt Nam ở cuối kỷ 14 đầu thế kỷ 15 ở chỗ. Trước đó người Việt Nam chỉ xây dựng tòa thành bằng gạch hay bằng đất thôi ạ, và chưa từng xây dựng tòa thành nào bằng đá. Nếu như thành Cổ Loa Đông Anh Hà Nội thế kỷ 3 trước Công nguyên được xây dựng bằng đất gạch và đá cuội, thành Hoa Lư Ninh Bình thế kỷ 10, hoàng thành Thăng Long thế kỷ 11 đến thế kỷ 18 và kinh thành Huế thế kỷ 19 được xây dựng bằng đất và gạch, thì với thành nhà Hồ như là mình đang quan sát, vật liệu chính để xây dựng là những khối đá xanh khổng lồ được kề đẽo phương bức đạt tới trình độ rất là cao. Và chính việc lựa chọn vật liệu độc đáo để xây thành cũng là một trong những tiêu chí mà UNESCO đã vinh danh thành nhà Hồ là di sản của thế giới đấy ạ. Chính vì kỳ tích về kỹ thuật xây dựng thành nhà Hồ trong một thời gian ngắn đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đánh giá cao, tiêu biểu như là Bézazier, một chuyên gia người Pháp chuyên nghiên cứu về kiến trúc Đông Dương đã đánh giá rằng đây chính là tác phẩm đẹp nhất của nền kiến trúc Việt Nam ạ. Đây cô chú thấy rằng là cái phần tường thành này vẫn đang được bao bọc bốn phía hoàng thành, ở bên ngoài vẫn xây bằng đá, bên trong đắp đất chuẩn núi sọc. Ngày xưa thì có cung kiếm đấy. Dạ vâng. Này cũng bắn lỏng rồi. Dạ vâng, phiến đá ở ngoài đấy ạ, tức là phiến đá này là bị lỗi ạ, thì thấy là bị bỏ sót lại. Vâng. Kính thưa cô chú, thì cháu xin phép được giới thiệu sơ qua về nhân vật Hồ Quý Ly cho đoàn mình hiểu hơn vị hoàng đế này một chút ạ. Quý Ly sinh năm 1336, tự là Lý Nguyên, có tổ xa là Hồ Hưng Giật, vốn người tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đời Ngũ Quý thì Hồ Hưng Giật sang làm Thái Thú Đất Diễn Châu, tức là vùng đất Nghệ An. Và đến thứ 12 của ông là Hồ Liêm ạ, lại rời đến Hương Đại Lại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, làm con nuôi quan tiên úy Lê Huấn, sau đó ông đổi làm họ Lê. Và Quý Ly là cháu bốn đời của Lê Liêm, vì thế mà ông còn có tên gọi khác là Lê Quý Ly. Thành nhà Hồ được Lê Quý Ly, lúc này là một vị quan đại thần trong vương triều Trần, cho xây dựng năm 1397 đến năm 1400. Lập nên triều đại mới, nơi đây chính trở thành thủ đô Hà Nội từ năm 1400 đến năm 1407. Và trong bối cảnh dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, Quý Ly từng bước nắm giữ quyền lực tối cao và cũng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan mà ông đã quyết định chọn vùng đất Thanh Hóa làm vùng đất đứng chân của kinh đô mới ạ. Thứ nhất là ông muốn hạn chế những ảnh hưởng vốn còn sâu sắc của quý tộc Trần. Mặt khác, nếu cứ giữ nguyên kinh đô ở Thăng Long thì việc đối phó với các thế lực Trần là sẽ vô cùng gặp khó khăn. Lòng dân còn mãi vương vấn trong ánh hào quang của một triều đại trong 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông. Thứ hai, Thanh Hóa là vùng đất nuôi dưỡng Quý Ly, đó là mảnh đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng trong lịch sử với đất đai rộng lớn, thiên nhiên hiểm yếu ạ. Và đúng như Đặng Xuân Bảng, một nhà sử học đầu thế kỷ 19 đánh giá rằng nếu xét về mặt đô hội, Thanh Hóa thì không thể rộng rãi bằng Thăng Long. Nhưng nếu xét về mặt hình thế, Thăng Long không thể hiểm cố bằng Thanh Hóa, cho nên lập đô xứ nước ngoài Thăng Long thì không ở đâu. Và nguyên nhân cuối cùng là ông muốn chống sự xâm lược từ phương Bắc đấy ạ, tức là nhà Minh, với tư tưởng là chiến lược thủ hiệp. Kính thưa cô chú, là triều đại nhà Hồ tồn tại trong thời gian rất ngắn, có 7 năm thôi, từ năm 1400 đến năm 1407. Tại đây đâu không chuyển một thời gian rất là nhiều dấu ấn, tiêu biểu trên cả sự kiện về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Ví dụ như là ông cho phát hành tiền giấy, ban hành hạn nô hay hạn tiền, về giáo
phòng siêu tương đương với thế địch, lấy đỗ 190 người trong đó có Nguyễn Trãi, công thần của nhà Lê, anh hùng giải phóng dân tộc, sự nghiệp văn hóa của thế giới. Còn về quân sự thì con trai cả của ông là Hồ Nguyên Chứng không chỉ là một vị tướng tài mà còn là một công trình sư lỗi lạc được các nhà nghiên cứu Việt Nam đánh giá là ông tổ nghề đúc súng. Nhưng mà thực tế rằng là những thành tích của chính con ông lại thực hiện trong thời gian rất ngắn, thực hiện lại quá là dồn dập. Khi đó nhà Minh đã sập được. Năm 1407, cha con ông bị bắt ở Kỳ Ba, Hà Tĩnh, sau đó giải về Trung Quốc, mất đến đó hiện nay vẫn còn khu lăng mộ. Đứng gần vậy Hồ Nguyên rồi lại vẫn trong bài thơ Quá Hay, Nguyễn Trãi đã từng viết: Quả phụ hiếu môi phí nhất nhật, anh hùng duy hận kỷ thiên niên. Tức là chuyển hóa vô có đến một ngày lòng người anh hùng tổ phận mãi ngàn năm, đó chính là cuộc đời sự nghiệp hoàng hồ Nguyên. Quả phụ hiếu môi phí nhất nhật, anh hùng duy hận kỷ thiên niên. Tức là chuyện họa phúc có thì đến một ngày, người anh hùng ôm hận mãi ngàn năm ạ. Và trong bài thơ Quá Hải ạ. Kính thưa cô chú, thì vùng đất Vĩnh Lộc, Thanh Hóa thì không chỉ bị đến với di sản thế giới thành nhà Hồ. Bên cạnh đó rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác, tiêu biểu như động Tiên Sơn hay động Hồ Công được liệt vào kỳ quan bậc nhất phương Nam. Rồi là Phủ Trị, nghe đẹp, chùa Giáng, chùa Sâu Anh. Vĩnh Lộc cũng biết đến là vùng đất có rất nhiều sản phẩm nổi tiếng lắm, tiêu biểu như chè lam, kẹo lạc, đặc trưng phố Giáng của Vĩnh An, bánh xăng bừa, rượu Tây Đô, rượu Sâm Báo, đặc biệt đặc sản trà rau má với thương hiệu rau má Tây Đô. Đã có những câu thơ ca ngợi rằng vĩ nhân đến các đời vua cũng từ rau má ốc cua nên người. Dạ vâng ạ. Sau khi tham quan di sản thành nhà Hồ xong, nếu như cô chủ có thời gian thì cháu mời bạn đứng gần một số rồi lại để chúng ta cùng đứng gần sản này với những quan vị làm quà cho người dân gia đình. Và phía trước như đoạn mình đang thấy rằng đó chính là cổng Nam, cổng chính của thành phố. Hãy cùng cổng Nam cháu mời đoạn mình.